Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại đỉnh Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ở ngôi đình này đang thờ Thành Hoàng Làng là vị Bát Bộ Đại Vương và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xếp hạng là di tích lịch sử nghệ thuật. Thì bây giờ đang là buổi sáng ngày 1 tháng 8, chúng tôi đang có mặt tại tư gia phòng thờ của gia đình anh Đồng ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Chúng tôi lắp đặt một bộ hồng phi câu đối được các chữ bằng vàng ta hay còn gọi là vàng 49. Trên Google thì quý vị có thể xem được đây là vàng chất lượng 24K, vàng chuẩn. Thì chúng tôi đã vượt một quãng đường cũng khá là xa, 120 km, để tới gia đình anh lắp đặt đồ thờ vào đúng ngày đẹp mà gia đình anh đã chọn. Đây là những người thợ của chúng tôi đang khoan bê tông để lắp nốt chiếc cầu đối còn lại. Thì gia đình anh cũng đã xem rất nhiều những video hoành phi cầu đối ở trên mạng xã hội cũng như mạng YouTube. Gia đình anh đã tin tưởng và về tới cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành để đặt hàng. Toàn bộ phần chữ là gia đình anh yêu cầu dát bằng vàng 49, vàng ta cũng là vàng đắt nhất hiện nay. Thì bộ hoành phi câu đối này có kích thước như sau. Bộ hoành phi là dài 2m17, rộng 67, trong lòng ván là dày 3 phân, được chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, có phụ đề tiếng Việt để cho quý vị dễ hình dung. Và câu đối thì một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, và bên trái thì chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Quý vị đang chiêm ngưỡng trên màn hình, đây là phu nhân của anh đang lau dọn để bày lại những đồ thờ, đèn hương cũng như là ảnh thờ. Thì chúng tôi đã lắp đặt xong và bàn giao đúng vị trí phòng khách cũng như là phòng thờ của anh. Anh cũng là một người rất là đam mê chơi đồ gỗ. Anh đã mua những sản phẩm sập thờ, sập ngồi từ cách đây mấy năm rồi. Thì hôm nay anh tiếp tục sắm một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ vụ của nước Lào. Toàn bộ chữ là được dát bằng vàng ta. Trong clip này thì chúng tôi cũng giới thiệu về cách bao sái của vàng ta. Quý vị muốn bao sái bằng vàng ta thì quý vị nên bao sái bằng bông, không nên bằng rẻ lau hoặc hay là các vật dụng khác. Vì vàng ta lá vàng rất là mỏng. Nên chúng ta khi bao sái thì nên bao sái bằng bông. Và đặc biệt là khi thắp khói hương thì vàng ta nó sẽ không bị ám, không như là vàng Đài Loan. Quý vị nào mà muốn sở hữu bộ hoành phi câu đối như này thì quý vị hãy liên hệ ngay cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline trên màn hình là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy liên hệ theo hai số trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn qua Zalo miễn phí cho quý vị. Vâng, quý vị đang chiêm ngưỡng đây là bức hoành phi dài 2m17, rộng 67. Ba chữ bên trong lồng cuốn thư là chúng tôi chạm chữ Đức Lưu Quang. Thường thì chữ Nho đọc từ bên phải sang. Quý vị lưu ý. Câu đối bên trái này chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, có phụ đề tiếng Việt để quý vị dễ hình dung hơn. Cái câu đối phẳng này thì chúng tôi làm bên trên là rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới là lãng hoa. Được biết gia đình anh cũng đã xem rất nhiều mẫu nhưng anh đã đặt là mẫu hoành phi lồng cuốn thư cùng với đôi câu đối phẳng. Quý khách mà muốn sở hữu thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi theo hai số trên màn hình. Anh cũng bày trên ban thờ
rất là nhiều đồ thờ cúng, có cả đồ đồng và cả đồ gốm. Đồ gốm thì anh mua ở Bát Tràng. Quý vị mà muốn xem thêm mẫu hoành phi câu đối thì quý vị hãy truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem được hình ảnh. Hoặc quý vị truy cập vào Zalo 0986 883349. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Trước đây thì gia đình anh cũng đã mua bộ sập thờ nghê chầu cũng có kích thước dài 2m17. Phòng thờ và phòng khách của anh rất là rộng. Tôi xin nhắc lại là bộ hoành phi câu đối này là toàn bộ chữ là được dát bằng vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K. Thì như giá vàng hiện nay nó đang rơi vào tầm cỡ 58 triệu đồng trên một lượng thì giá vàng rất là đắt. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa toàn cảnh phòng thờ cũng như là phòng khách của gia đình anh. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh có nhận trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như ở đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, phòng thờ tư gia. Thì quý vị hãy cứ liên hệ cho chúng tôi qua hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì chúng tôi sẽ tư vấn. Trên YouTube chúng tôi đã làm rất nhiều các video clip bàn giao cho gia đình khách hàng trên toàn quốc về đồ thờ cúng, hoành phi câu đối cũng như sập thờ, ngai thờ, cuốn thư câu đối và án gian ô sa, sơn son thiếp vàng rất nhiều. Quý vị hãy xem thêm mẫu mã ở trên YouTube. Vâng, và chúng tôi lắp đặt xong thì gia đình anh đã thanh toán. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.